Chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn app ứng dụng OnMe, cài ứng dụng OnMe để xem bóng đá trực tuyến trong mùa World Cup, này. Đầu tiên bạn vào ứng dụng Play Store cho điện thoại Android. Nếu bạn dùng iPhone thì bạn có thể vào Apple Store. Sau đó bạn gõ ứng dụng OnMe. Ấn cài đặt và bạn chờ nó tải đa, chờ nó tải xuống và cài đặt. OnMe là một ứng dụng của VTVCAP hợp tác với Viettel Telecom. App này có ứng dụng có nhiều kênh kênh truyền hình trực tuyến rất là hữu ích và xem rất và xem không không bị giật như các app khác. Đây nó đang trong quá trình cài đặt, các bạn chờ trong chút xíu. Bây giờ đã cài xong, bạn mở nó mở mở ứng dụng lên. Đây là logo của OnMe. Đầu tiên nếu bạn chưa có tài khoản thì bạn phải đăng ký tài khoản. Bạn ấn vào đăng ký. Đây mình đã có sẵn tài khoản rồi, bây giờ mình chỉ việc đăng nhập. Đăng nhập chính là số điện thoại đăng ký. Mình đã đăng nhập xong. Lưu ý là ứng dụng này chỉ hỗ trợ các thuê bao của Viettel. Để xem một quốc thì bạn có thể đây giao diện của các kênh kênh cứ bạn có thể vào bạn xem, ví dụ như trận Bồ Nha. Ở đây highlight của các trận bóng đá, ví dụ Bồ Nha giành chiến thắng trước Maroc. Đủ để xem thì bạn vào ứng dụng truyền hình. Sau đó vào VTV6. Đây. Đây là trận đấu cũng diễn ra giữa Uruguay và Uzbekistan. Nếu như coi là ở cả Ả Rập Xê Út xem rất là mượt, không bị giật. Sarani. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các kênh khác như ví dụ bóng đá TV này, bóng đá TV HD này, Kaka TV này. Đường chuyền hơi Người ta mạnh có thể của xem Abdullah Otaib. nhiều kênh bóng đá ví dụ trong dịp mạng này. Bạn vào ứng dụng thể thao, có tab thể thao có rất nhiều video hay. Trên đây mình giới thiệu các bạn ứng dụng OnMe để bạn có thể cài để xem World Cup trong Hoạt VOV động từ này. năm 1998
193 nhập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Như cô la sạc. Martin Caceres.